Trước lòng thần cháu con quỳ trước bàn thờ, tay bưng bát cơm ly rượu chung trà, hồn tử lạ. Mẹ ơi, hồi tưởng lại khi con vừa
Đây, chuẩn bị là cẩn thận chúng ta trình đạo phương để trước thăm tình chính quyền sở tại cũng như là quý bạn bè thân hữu thông gia và mời gia đình cẩn thận. Chạy thuốc thang và y bác sĩ điều trị nhưng cơn bệnh không giảm nên bà tôi đã đành tút hơi thở cuối cùng vào lúc 16:30 ngày mùng 10 tháng giêng năm Nhâm Dần. Bà tôi hưởng thọ 84 tuổi. Đây là sự mất mát lớn của gia đình mà không bao giờ kiếm lại được. Nhận được tin buồn đó, bà con cô bác thân bằng quý thuộc chẳng ngại đường xá xa xôi, dính chút thời gian quý báu đến thắp nén hương lòng tịnh tài tịnh vật, cầu nguyện bà tôi sớm cao đăng Phật quốc. Những thâm tình đó tôi xin tạc giả ghi lòng không bao giờ quên. Chút lát đây bà tôi đến nơi an nghỉ, xin nhờ cô bác anh chị em tận tình giúp đỡ để đưa đón bà tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xin mời cô bác trở lại gia đình để dùng ly rượu đậm đà chung tình, chung trà thân mật của gia đình để đáp tạ. Trong lúc tăng gia có bối rối, có chi sơ sót, xin quý ông bà thứ lỗi. Tăng gia đồng cảm tạ.